sở hữu một cơ thể đặc biệt có đến bốn cái chân, cô gái vẫn lấy chồng và sinh tặng năm người con. Cô gái sinh ra với một cơ thể đặc biệt, nhưng mà chính sự đặc biệt ấy lại khiến cho cuộc đời của cô trở nên đầy đủ hơn. Sở hữu đến bốn cái chân, John Spin Murder Corbin hay là Murder Corbin, sinh năm 1868 tại bang Tennessee, Mỹ. Từ nhỏ đã được mọi người chú ý, dù cơ thể đặc biệt nhưng mà Josephine lại có sức khỏe bình thường so với những bạn cùng trang lứa. Theo nhận định ban đầu của bác sĩ thì Josephine được chuẩn đoán là mắc chứng song sinh dính liền. Nhưng việc sau cô được xác định là mắc hội chứng Dipicus khiến cho cơ thể bị rối loạn và tách biệt khi phát triển trong bụng mẹ. Josephine sinh ra trong một gia đình có 8 người con, tất cả các anh chị em trong nhà đều có cơ thể bình thường, chỉ có duy nhất Josephine là có đến hai đôi chân. Dương xuất pin có đến hai xương chậu, bốn chân, hai buồng trứng và hai bộ phận sinh dục. Điều đặc biệt là mỗi bộ phận đều hoạt động độc lập. Tuy vậy, hai chân ở giữa kém phát triển hơn. Cô có thể cử động đôi chân này chỉ có ba ngón và không chạm đến mặt đất. Các bác sĩ cũng đã đưa ra kết luận rằng tình trạng của Dương xuất pin có thể bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là bố mẹ của Dương xuất pin có khoảng cách tuổi tác khá lớn. Bố Dương xuất pin 25 tuổi, con mẹ thì 34 tuổi. Thứ hai là cả hai vợ chồng đều có tóc đỏ, mắt xanh, da trắng, nên có thể cả hai chính là họ hàng, khiến cho đứa con phát triển không bình thường từ lúc trong bụng mẹ. Tuy vậy thì dù có cơ thể đặc biệt nhưng mà Giang pin vẫn có cuộc sống rất là tốt do chính cô tạo ra. Không chỉ có thể kết hôn mà cô còn có một sự nghiệp vững vàng khiến cho nhiều người phải mơ ước. Năm 13 tuổi, Giang Sipin tham gia buổi biểu diễn với nghệ danh Cô gái bốn chân, Đặc điểm này của cô đã khiến cho nhiều người tò mò và muốn ngắm nhìn cô trực tiếp ở ngoài đời. Nhờ biểu diễn để cho mọi người ngắm nhìn cơ thể đặc biệt có tại đó, thời điểm đó thì John Zepin đã kiếm được khoảng 450 đô la, là khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi tuần. John Zepin đã làm công việc này trong 4 năm liên tiếp. Năm 18 tuổi, John Zepin rời rạp giết và cô chớm nở tình yêu với một vị bác sĩ tên là Glenton Bignell. Năm 19 tuổi, John Zepin kết hôn và khoảng một năm sau, cô có con gái đầu lòng. Trong suốt thời gian thai kỳ thì Giuseppine thường xuyên xuất hiện những cơn đau la ở bụng, bị sốt, nhức đầu kèm theo những biểu hiện của chán ăn. Giuseppine bị nghén trong 3 tháng đầu, các bác sĩ khuyên là cô nên từ bỏ đứa trẻ bởi vì nếu cố gắng tiếp tục sinh thì có thể sức khỏe của cô sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bất chấp mọi can ngăn của mọi người, Giuseppine sau đó đã hạ sinh được 5 người con. Năm 1928, Giuseppine qua đời, Tính đến thời điểm hiện tại thì giới khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cô